Vợ lấy chồng hai người có quen biết gì nhau không? Hả? Có quen biết gì nhau không? Có cái này cô này không? Không. Sao người gặp nhau với tay tôi lên luôn đi đâu? Đâu đây? Rồi thì người đứng đây, người đứng kia. Rồi. Thôi, không phải vợ chồng đứng đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Bắt tóc từ trước sau gì cả, con được ơn. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nhanh gọn. Con được hiện là con xin tao cho con là ở phòng bên. Con qua với đây. Con được ơn gì con nói nó không to lên. Ơn gì nó nặng, nó to lên. Con đau quá của cuộc sống người ta có được nghe đi cô lấy một mắm thôi. Thế con vô đấy có cái ba đi về người có được quân thủ đức. Thì ba có thể kêu cho con nó trả. Rồi đấy nó trả cái bành. Cái kia nuôi đi những thứ về nào. Ba có một cái đai con có người xin ta nghe được một cuộc. Thì vừa một cơn gió thì vừa ba lấy đi mái đấy thì đi về. Thì có một người cho em đi với. Tiếng Việt Nam vô càng là đi đi kia có xin cho cái giấy cho chị đi kia con đến con đi. Ờ con có đạo không có đạo? Thì cha con nghe còn nào? Ờ chúc con được cháu theo đưa một người ngoại đạo. Con bị đau cổ rồi bị đau sống lưng rồi một người giới thiệu con đến đây rồi con đến đây con được cái gì nói? Cha con nghe thì cổ con đéo biết đâu hà cổ đó con cả ngày cả đêm con đéo được con đéo cổ đó con nghe cổ con thở được khi con bị lấy đi rồi con về con đéo được đâu hà con ngủ cả đêm vì là con thở được vì có năm mươi cũng cả người mà chưa có làm nên được. Mà chưa đâu biết là con vô đây con xin cha của bạn. Rồi vậy con thở được chưa? Thầy cha chưa cho con xin. Không thở được sao mình đến mình sống được. Chúng ta không thở được rồi một phút đã chết chắc rồi. Bây giờ mình bảo con không thở được rồi. Kiểu con chưa thở được. Con chưa thở được mà sao con vẫn sống. Làm sao? Thầy cha con vừa đi về thở hơn mọi người có tưởng lại với mọi người. Rồi cho mình hôm nay về nha. Đó là tôi khó thở, không thở, khó thở, chứ mình không thở là xe. Cho nên con khó thở, con là thấy được nó mệt, nó cứng đơ. Rồi một người giới thiệu đến đây, rồi chỉ cầu nguyện. Mà con nói lại cho rõ, cha không có chữa bệnh. Rõ không? Cha không phải là người chữa bệnh, mà chỉ có Chúa là người ban ơn, là người chữa lành. Cho được gặp thầy, gặp thuốc, được mong bình phục, chỉ có Chúa làm, chứ cha không có làm. Và đến đây là cha và con làm cầu nguyện cho con. Và hôm nay là người chị em này đã là thở được, đã nói được, đã đi lại được. Và con đã nhận được món quà của lòng Chúa thương xót là 500 bài giảng chưa? Chưa con. Rồi, bây giờ mời con đã nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Không, đi không? Rồi, nhận món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, con đi về. Con tiếp tục con nghe và con cầu nguyện nha. Con là người ngoại đạo để cha chỉ có biết. Rồi đi. Thế cha con nó bị phổi máu gặp tính mà dương mà đi viên là cảnh cáo hồn từ cào ghê. Thì chứ con bị đấy cũng con xin cha con. Rồi con cứ tin tưởng vào Chúa. Chúa nói lòng con đừng so xuyến, đừng sợ hãi mà rớt mắt hoa được. Đấy, gắn bao, gắn bao. Đây, lòng con đừng sao xuyến, đừng sợ hãi. Hãy tin vào Chúa và tin vào Chúa Giêsu đến nhiều lòng thương xót. Cho lại con được món quà nữa. Con mãi còn bình vào đây. Đấy, đây thì khó khăn. Đây thì khó khăn đúng không? Rất khó khăn phải không? Thôi, Chúa rộng lớn vô cùng cho con cả món quà vật chất, quả món quà tinh thần nữa. Con như vậy tặng cho người bệnh, người đau bệnh của con nhé. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người đã đạo đến với chúng ta, Chúa chờ đồng sắp trong con. Chúa cha con chúc mọi người một năm nữa. Con cầu với năm.